đi quay anh Khoa chăm mồi mới. Xe này chạy thời gian có làm lỗi đâu rồi nhưng mà chạy không đạt nên là mang qua mình làm lại. Đang bối mà không có lên năm tép, nồi nó không bốc. Giờ mình sẽ tiến hành mình làm lại cái bài mình nha. Quay pha cho mọi sau khi mình làm bố rồi xong mình lên tép nó là 5 tép đó, 1 2 3 4 5. Bố nó dài hơn nó sẽ bám nó bắt hơn, cứ là nó bền nha. Làm nội cái bó hành cho anh em 6 tháng nhớ, anh em chạy cũng lâu mấy năm vô tư ha. Này là bố nó sắt so chuồng heo rồi làm hết. Đấy, mình dám cho mình test đầu bóc nó cho anh em xem rồi. Đây là cả đồng xe. Quá nhiều luôn. Lấy xe hả? Tao đi mua thuốc không? Đi đâu vậy? Bây giờ làm xe nhẹ nhẹ cho anh em. Anh em nghe rồi, rất là êm ái nha, không có giọng như tiêu nữa. Số nhẹ nhàng tiếp tục công việc. Đuổi luôn có rồi có thôi khá đông. Xin lỗi không là 150 mới đây cũ gì bán hết. Vô đánh quay có bò không? Không, em lết rồi, lết trên lòng. Quá nóng anh ơi.